Tập 23. Được, đến lúc đó tôi sẽ nghĩ rồi gửi kế hoạch vào mail cho anh nha. Đến lúc đó thì anh xem có thiết kế được hay không. Được, không cần gấp. Tôi tin vào năng lực của cô. Trương Vi. Mẹ, sao bà lại đánh người như vậy? Tôi dạy dỗ con dâu của tôi liên quan gì tới cậu chứ? Có dạy dỗ thì bà cũng không thể đánh người. Cậu là ai? Tôi là đồng nghiệp của cô ấy. Đồng nghiệp sao? E là đang núp bóng đồng nghiệp để làm mấy trò đáng xấu hổ thì có. Cái gì? Mẹ nuôi, mẹ đừng so đo với loại người này. Chúng ta về thôi. Khoan đã, bà đánh người thì phải xin lỗi người ta. Không cần đâu. Cậu còn chưa chịu thôi hay sao? Đừng có bà không biết điều nha. Đừng có làm tới đó. Anh Cao, anh quá đáng rồi đó. Sao cô lại biết tôi? Sao tôi lại không biết anh? Anh vốn là cấp trên của Trương Vi ở công ty quảng cáo, bây giờ thì đã ra ngoài thành lập công ty riêng. Chuyện này không liên quan gì tới cô. Bà mau xin lỗi người ta đi. Cậu đừng có làm tới nha. Tôi nói cho cậu biết, đây là chuyện riêng của nhà chúng tôi, không liên quan tới cậu đâu. Sếp Cao, sếp Cao, anh đừng tham gia vào. Đây là chuyện gia đình chúng tôi. Mẹ, con sai rồi. Đừng có gọi tôi là mẹ. Tôi nói cho cô biết, tôi hận nhất là người ta lừa dối tôi. Cô nói đi. Tôi đăng ký lớp học yoga cho cô. Ngoài mặt thì cô đồng ý, nhưng sau lưng lại tìm đủ mọi lý do để trốn. Tôi không cho cô đụng vào máy tính. Cô lại suốt ngày ôm theo nó chạy khắp nơi. Cô tự mình nói đi. Cô đã chia rẽ mối quan hệ giữa tôi và con trai bao nhiêu lần rồi? Cái đồ hồ ly tinh nhà cô. Về nhà tôi mới xử lý cô sao? Bà ăn mặc như vậy mà còn nói người khác được hay sao? Tôi mặc như vậy thì sao chứ? Tôi tự kiếm được tiền mà, dựa vào sức lao động của mình để kiếm, chứ đâu có dựa vào ai đâu. Tôi ăn mặc như vậy thì sao? Tôi nói cho cậu biết, chẳng qua hôm nay tôi vẫn theo con gái nuôi tôi, chứ bà là con trai nuôi, có tin là nó đánh gãy chân cậu hay không? Trương Vi, Trương Vi, cô không sao chứ? Tôi không sao đâu. Chuyện sửa kế hoạch 3 ngày nữa tôi sẽ gửi cho anh. Không cần đâu, công việc không quan trọng, chuyện trong nhà quan trọng hơn. Tôi đi trước đi. Trương Đình, anh có thích em hay không? Không thích. Tại sao lại không thích? Là do em không đủ tốt ở điểm nào sao? Em có thể thay đổi mà. Bởi vì anh đã có người mà mình thích rồi. Trương Đình à, em biết là anh đã có người mình thích rồi, nhưng mà em có thể đợi anh. Đợi anh thích em mà. Đừng tưởng là tôi không nhìn thấy đó. Anh nhìn thấy cái gì rồi? Trước mặt thì chăm chỉ, sau lưng lại làm biếng. Cô mau đem rửa chỗ rau này cho tôi. Suốt ngày chỉ biết bắt tôi làm việc thôi. Anh có từng nghĩ sẽ trả ơn tôi thế nào chưa? Nợ nần gì ở đây chứ? Vậy ra tôi nói tốt giúp anh trước mặt giám đốc Hàn vô ích hay sao? Tôi còn tưởng chuyện gì nữa. Vậy mà cô cũng tính toán với tôi. Anh đúng là đồ vô ơn. Sau này đừng hòng tôi giúp cho anh chuyện gì nữa. Thôi được rồi. Vậy cô muốn tôi trả ơn cô thế nào đây? Anh có thể có chút thành ý đi được không? Anh mà còn như vậy là tôi không rửa rau giúp anh nữa đâu. Sao mà cô hở tí là giận dỗi tôi thế? Đúng là kỳ lạ mà. Được rồi, tôi sai rồi. Tối nay tôi sẽ mời cô đi ăn đồ nướng. Có thật không hả? Cô không thích hay sao vậy? Không thích thì thôi. Ai nói là tôi không thích chứ? Tôi thích. Được rồi, vậy thì tan ca gặp sau. Được, nhớ giữ lời đó. Nhất định mà. Mau đem rửa rau đi. Được rồi. Mẹ dựa vào đâu mà đánh Trương Vi? Dựa vào đâu mà đánh cô ta hay sao? Cô tự mình xem đi. Sao mẹ có thể điều tra nhật ký cuộc gọi của Trương Vi? Mẹ không điều tra nhật ký cuộc gọi của cô ta, có thể phát hiện ra vấn đề sao? Con tự xem đi. Không những gọi điện cho cậu ta hàng ngày, còn gặp nhau nữa. Mẹ đúng là không nói lý mà. Mẹ làm như vậy quả là bỉ ổi quá đi. Mẹ bỉ ổi hay sao? Ngày nào nó cũng ra ngoài trêu ông gọi bướm. Nhà họ Lý chúng ta có lỗi với cô ta chỗ nào? Rước về một người vợ rõ là lẳng lơ. Mẹ đủ rồi đấy. Cái gì mà trêu ông gọi bướm ở đây?
Vivi đi làm ở công ty của Cao Tường, chuyện này con đã biết rồi. Công ty người ta đang có một kế hoạch, cho nên mới mời Vivi về giúp đỡ cho. Chỉ như vậy thôi, họ có thể không ngày ngày gọi điện sao? Mẹ, mẹ nói đi, kể từ khi Vivi gả vào nhà ta, có chuyện gì cô ấy không nghe mẹ chưa? Chỉ riêng chuyện hôm nay thôi, cô ấy thậm chí còn chẳng gọi điện cho con nữa. Tại sao lại không gọi? Tại sao cô ta lại không gọi nào? Cô ta chột dạ rồi. Tại sao đến bây giờ cô ta vẫn trốn ở bên ngoài chứ, không dám về nhà? Cô ấy không về cũng là do mẹ ép thôi. Con nhìn ra cả rồi, cô ấy làm gì cũng không đúng hết. Có thế nào mẹ cũng không hài lòng về cô ấy. Con nói đúng rồi đó, đúng là mẹ không hài lòng. Nhưng trước mai này không cam tâm. Con trai mẹ ưu tú như vậy, tại sao lại phải tìm một người phụ nữ bình thường như vậy? Được rồi, được rồi. Cả thế giới chỉ có con trai mẹ là ưu tú nhất, có đúng hay không? Con nói cho mẹ nghe, ở trong lòng của con, Trương Vi còn ưu tú hơn con gấp trăm gấp ngàn lần. Mẹ, con nói mẹ nghe, con không muốn chuyện này lặp lại lần nữa đâu. Đó là sự tôn trọng đối với Trương Vi, cũng là tôn trọng con, tôn trọng chính bản thân của mẹ nữa. Còn nữa, lát nữa con sẽ đi đón Vivi về. Con hy vọng mẹ có thể khách sáo với cô ấy một chút, đừng để con trai của mẹ khó xử. Không phải đã nói là 6 giờ rưỡi rồi sao? Sao bây giờ con mới tới thế? Cô có thể đừng đến muộn được không? Hiểu Lộ à, để cảm ơn em và Trương Đình đã lại bên cạnh chị. Hôm nay chị sẽ mời. Ngồi đi. Ngồi đi, đừng nhìn nhau nữa mà. Hôm nay để chúc mừng Lạc Lạc sớm ngày khỏe lại và xuất viện, chúng ta cũng một ly nha. Nào cạn ly. Cạn ly. Nào Lạc Lạc, chị không thể uống được, vết thương của chị còn chưa lành mà. Để tôi thay Lạc Lạc uống với cô một ly. Cảm ơn cô. Nếu không nhờ cô chặn Hàn Thụy lại, tôi cũng đâu thể toàn tâm chăm sóc cho Lạc Lạc. Nào, cạn ly. Tôi cạn trước nhé. Em xem, hai người cũng đừng chỉ uống như vậy chứ. Hiểu Lộ à, nào, em ăn ớt xanh đi. Em cảm ơn. Chị không thể ăn cái này được đâu, cay quá. Cái này chị cũng không được ăn, quá nhiều dầu mỡ. Cô ăn đi. Cái này ngon lắm, ăn đi. Cái này chị cũng không được ăn, đồ chiên mà. Vậy cậu gọi tôi tới đây làm gì chứ? Rốt cuộc tôi có thể ăn cái gì đây? Tôi đã đặc biệt gọi salad cho chị rồi. Phục vụ, salad mà tôi gọi đâu? Anh biết ngay là em ở đây mà. Đã để em chịu thiệt rồi. Anh không biết phải nói sao với em nữa. Anh thật sự rất thương em.
Anh xin lỗi em. Em thật sự đã rất cố gắng rồi. Thật đấy, em không biết mình còn có thể làm gì được nữa. Em đã nỗ lực tới như vậy rồi, nhưng mà mẹ của anh vẫn chẳng chút để tâm. Vì anh biết, anh đều đã nhìn thấy hết rồi. Anh biết là em rất chiều bẫy. Em đã làm rất tốt rồi. Là do anh không tốt thôi. Chuyện này là do mẹ của anh không đúng. Bảy không nên đánh em như vậy. Anh thay mặt bảy xin lỗi em. Anh đã nói với bảy rồi, sau này anh sẽ không để cho bảy can thiệp vào cuộc sống của chúng ta nữa đâu. Lần này anh thật lòng cầu xin em tha thứ cho anh. Em thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi. Được rồi, ngoài anh ra em thật sự không còn gì nữa cả. Được rồi, anh biết mà Vivi. Em đừng nghĩ như vậy nữa. Tất cả rồi sẽ ổn thôi. Em thì không sợ cay sao? Em thì không sợ dầu sao? Chỉ có chị ta sợ cay sợ dầu thôi hả? Trương Đình, anh là đồ ngốc sao? Anh chỉ biết có Diêu Lạc Lạc thôi. Chỉ biết có Diêu Lạc Lạc thôi. Vậy còn em thì sao? Vừa thôi là được rồi, chị đừng có như vậy nữa. Lát nữa hai đứa nói về nên thế nào em đã dạy cho chị cả rồi. Chúng nó về rồi kìa. Hai đứa về rồi. Ngồi đi. Mau ngồi đi. Vivi, hôm nay mẹ chồng của cháu đánh cháu là bảy không đúng, nhưng mà hai cháu cũng biết tính của bảy rồi đấy. Người một nhà sống chung với một mái ấm, hà tất phải coi nhau như kẻ thù như vậy. Hôm nay thôi để dì làm người giảng quà nha. Chúng ta coi như cho qua chuyện này đi. Sau này đừng ai nhắc đến nữa được không? Dì à, từ khi nào mà dì trở thành người phát ngôn của mẹ cháu rồi? Sao nào, mẹ bày tỏ thái độ đi chứ. Mẹ, chuyện này con cũng có phần không đúng. Con không nên giấu mẹ như vậy. Con xin lỗi mẹ. Mẹ đánh người là mẹ không đúng. Hết rồi sao? Mẹ ghét nhất là có người lừa mẹ. Thực ra có vài chuyện cứ nói thẳng ra với nhau thì đâu có xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Nói thẳng ra rồi, mẹ sẽ để cho cô ấy đi làm sao? Đi làm tất nhiên là không được. Trương Vi à, mẹ vẫn phải nói với con. Trước khi có con nhất định phải cất máy tính đi, không được đụng vào nữa. Con có thể gọi điện thoại, nhưng mà cũng bớt bớt đi. Mấy cái đồ điện tử đó đều đừng đụng vào nữa. Nếu như con có thể làm được những gì mà mẹ nói với con, sau này mẹ có thể không nhìn con với ánh mắt thành kiến nữa. Cũng có thể coi con như con gái ruột của mình. Đợi đã nào, nói tới nói lui mẹ lại nói tới chuyện sinh con rồi hay sao? Hôm nay con phải nói ra với mẹ, con và Vivi không muốn sinh con. Con dám? Con thử nói lại lần nữa coi. Mẹ, con đồng ý với mẹ. Mẹ cho con 3 ngày đi, đợi con làm xong kế hoạch này cho bạn con đã.
con không muốn làm người thất tính. Hơn nữa, muốn sinh con cũng đâu thiếu 3 ngày này đâu. 3 ngày gì chứ? Con đừng nói nữa, là con nói đấy nhé. 3 ngày. Được, mẹ đồng ý với con. Mẹ sẽ cho con 3 ngày. Con người của mẹ rất nói lý lẽ. Vào đi. Giám đốc Cao, anh tới rồi. Nào, mời ngồi. Hôm nay tôi tới đây là để xin lỗi anh. Chuyện hôm qua đó chắc là làm khó cho anh lắm. Xin lỗi nha, anh tuyệt đối đừng nói như vậy. Ngược lại là mẹ của tôi đã khiến cho anh chê cười. Không không, tôi và Trương Vi cũng là bạn bè. Chuyện như hôm qua, tôi thật sự không muốn thấy chút nào hết. Vậy nên tôi muốn nói cho anh biết một chuyện. Anh nói đi. Kể từ khi tôi tới tìm Trương Vi và cô ấy làm kế hoạch giúp công ty chúng tôi phát hiện ra lúc nào cũng có người theo dõi chúng tôi. Ban đầu tôi còn tưởng là gián điệp của công ty khác, nhưng mà sau này tôi mới phát hiện ra những người này hình như là đang nhắm vào vợ chồng của anh đó. Tôi nói như vậy, anh có hiểu ý tôi không? Anh Tư Tiến, đây là lần đầu tiên anh hẹn em sau khi anh kết hôn đấy. Em thật sự rất là kích động. Em không cần kích động đâu. Anh hẹn em ra đây là muốn nói với em rằng đừng có tiếp cận người nhà của anh nữa. Bất luận là Trương Vi hay là người nhà của anh, sức chịu đựng của anh là có hạn thôi đó. Em chẳng hiểu anh đang nói gì hết. Nhưng mà em thật sự rất thích anh mà. Em có làm chuyện gì cũng là vì anh hết thôi. Đủ rồi Trần Giai Tử. Nếu như em còn để cho anh biết em làm ra những chuyện gì tổn thương Vivi, thì đừng có trách anh không khách sáo với em. Anh Tư Tiến, em yêu anh là sai hay sao? Đây không phải là ví của Trương Đình sao? Cái thằng bé này không mang ví theo sao mà được? Thầy Trương à, Trương Đình quên mang ví rồi. Tôi mang tới cho nó đây nhé. Thôi để tôi đi cho. Để tôi đi được rồi, anh nghỉ ngơi đi. Dù gì tôi ở nhà cũng không làm việc gì hết. Thôi thì tiện thể tới đó xem nó có đi muộn về sớm hay không. Con cái cũng lớn rồi mà anh còn kiểm tra quá. Vậy được, anh nhớ mặc thêm áo nghe chưa? Yên tâm đi, đừng để bị lạnh đó. Mới đó đã về rồi sao? Chị muốn làm gì hả? Tôi chỉ tới thăm mọi người thôi. Bọn họ đều không ở nhà. Chị để hôm khác rồi tới. Ít nhiều chị cũng phải cho tôi vào nhà đi chứ. Để đồ xuống đã. Để đồ xuống tôi đi ngay. Vậy được, chị vào đi. Không phải có chị ở nhà đây sao? Cảm ơn nha. Bác Phi Phi, chị xem tôi mang trà Minh Tiền tới đây. Phải nhờ người tới tận xưởng mua đấy. Gửi qua cho anh Thông Gia uống. Tôi còn mang qua cả ít tổ yến nữa. Là nhờ người mang từ Indonesia về đấy. Là bạn của tôi tặng cho tôi. Tôi thấy tặng cho chị cũng khá thích hợp đó, cho nên mang qua luôn. Tặng tôi hả? Hết hạn rồi đúng không? Tổ yến thì sao mà hết hạn được cái chị này. Chị thiệt tình à. Hơn nữa, tôi sẽ mang đồ hết hạn qua đây hay sao chứ? Vậy thì tôi thành loại người gì? Chị mau ngồi đi. Ngồi xuống rồi nói chuyện. Con người của tôi tính tình không được tốt, nhiều lúc nói chuyện cũng hơi khó nghe. Chị đừng có chấp nhận tiểu nhân làm cái gì. Đừng có để bụng tôi nha. Sau này chúng ta đều là người một nhà hết, chung sống hòa bình với nhau mới tốt. Cái gì đây? Rốt cuộc là chị có chuyện gì thế?
Tôi có chuyện gì đâu, tôi chẳng có chuyện gì hết, chỉ là tới thăm mọi người thôi. À đúng rồi, tôi nghe Trương Vi nói chị nướng cá ngon lắm, cho nên muốn tới học chị. Nó muốn ăn thì nói với tôi một tiếng là được. Tôi nấu xong rồi mang qua cho nó. Không phải là được rồi hay sao chứ? Như vậy thì phiền lắm. Chị làm xong rồi lại còn phải bỏ hộp rồi mang qua cho nó nữa. Đến nơi thì cũng nguội hết rồi, đâu còn ngon nữa. Hơn nữa chị cứ cho tôi biết cách làm đi. Tôi học được rồi, còn không phải sẽ có thể ngày nào cũng làm cho nó ăn hay sao? Món này cũng không phức tạp lắm đâu, chủ yếu là phải dùng cá sông. Chị đợi một chút, để tôi ghi lại cho. Mặt trời mọc ở đằng Tây rồi hay sao vậy? Suối sao? Ở suối có loại cá nào ngon thế? Cá suối hả? Thôi không cần đâu, đông tây gì cũng được. Cái đó phía đông phía tây gì cũng được phải không? Chủ yếu là dùng cá sông. Cá sông, đúng vậy, phải thật tươi ngon. Hiểu Lộ, Hiểu Lộ, tối qua cô đi ăn có vui không? Sau này anh đừng tới nói chuyện với tôi nữa nha. Sao vậy? Cô dị ứng với ớt hay sao? Sao mà cô ăn xong thì liền trở mặt vậy? Bữa hôm qua là do anh mời sao? Rõ ràng là Lạc Lạc người ta mời mà. Phải rồi, là Lạc Lạc mời đó. Vậy thì sao? Tôi mời với cô ấy mời có gì khác nhau? Rốt cuộc từ miệng của anh có lời nào thật lòng hay không? Rõ ràng anh chưa bán xe máy, nhưng lại lừa ba anh. Là bán rồi, Hiểu Lộ. Cháu nói gì vậy? Cháu... Ba... Hai người còn chưa biết nhau đúng hay không? Để tôi giới thiệu nha. Vị này là giám đốc Mã của trang mua sắm Trung Thiên Thiên. Chào anh, chào anh. Vị này là giám đốc Tiêu của Yên Vũ Tiêu Tương. Nghe nói Lý Tư Tiến đang định làm kênh mua sắm chung gì đó. Mấy cổ đông các anh hình như đều không có tiếng nói thì phải. Có phải là cô Giai Tử lại có ý tưởng gì mới đối với Yên Vũ Tiêu Tương chúng tôi hay không? Hôm nay tôi mời các anh tới đây là để xem chúng ta có thể liên thủ làm vài chuyện hay không thôi. Liên thủ sao? Liên thủ với người khác đối phó với tập đoàn của chính mình nghe có hơi kỳ một chút rồi. Liên thủ với chúng tôi, Tuyền Hoa Hồng một năm của anh sẽ cao hơn hiện giờ rất nhiều. Thôi được, tôi sẽ suy nghĩ thêm. Giám đốc Mã, chuyện chiều nay không vấn đề gì chứ? Cô Giai Tử à, chuyện này cô có thể hoàn toàn yên tâm. Nào uống đi. Nào giám đốc Tiêu. Trương Đình à, đừng có cứng đầu nữa. Thầy Trương à, anh đừng có giận nữa mà. Uống ngụm nước đi. Thôi đừng giận nữa. Hôm nay con nhất định phải nói thật cho ba biết. Con đã đem cái xe máy đi đâu rồi? Ba đừng có nghe Triệu Hiểu Lộ nói linh tinh. Con đã bán xe từ lâu rồi. Sao bây giờ con lại thành ra như vậy chứ? Mở miệng ra là toàn nói lời sằng bậy, suốt ngày gây họa cho ba thôi. Trương Đình à, đừng có chọc giận ba của cháu nữa mà cháu. Cháu mau nói sự thật đi. Những gì cháu nói chính là sự thật mà. Con còn cứng đầu nữa đúng không? Để xem ba xử lý con như thế nào đi. Làm sao nào? Ba lại muốn đánh người nữa đúng không? Ba có phải là thầy giáo đi hay không vậy? Ba dạy học sinh như vậy hả? Hở tí là đòi đánh. Ba đánh chết con luôn đi. Đánh đi. Đừng nói nữa. Con có chịu nói thật hay không? Có nói hay không? Đây chính là sự thật.
không phải chỉ là bán xe thôi sao? Con bán. Thầy Trương à, từ từ thôi. Thầy Trương, anh không sao chứ? Đừng đụng vào tôi, đừng đụng vào tôi. Trương Đình, Trương Đình à, Trương Đình, cô muốn làm gì nữa đây? Tôi chỉ tới để xem bác Trương có còn giận không thôi. Cô có biết là cô rất phiền không? Tôi biết là tôi sai rồi. Hồi sáng hôm nay tôi không nên nói linh tinh như vậy. Nhưng mà tôi thật sự không biết bác Trương sẽ tới. Buông ra. Cô có biết là mình rất phiền không? Trương Đình, Trương Đình à, tôi không làm phiền anh nữa đâu. Muộn như vậy rồi anh còn đi đâu chứ? Tôi đi bán xe máy. Cô đi vừa lòng chưa? Trương Đình à, tôi... Để tôi lên nhà nói chuyện với bác Trương nha. Tôi sai rồi, anh đừng bán nó, tôi xin anh đấy. Cô buông ra. Trương Đình, Trương Đình. Anh muốn làm gì đây? Anh đang theo dõi tôi sao? Tôi chỉ là dùng cách của cô đối xử với bọn họ để đối xử lại với cô thôi. Hành động đó của cô với Trương Vi và Lý Tư Tiến có thể dừng lại được rồi đó. Nếu tôi từ chối thì sao? Vậy thì hậu quả chắc là cô cũng tự mình tưởng tượng ra rồi đấy. Anh đang uy hiếp tôi hay sao? Tôi không phải là đang uy hiếp cô. Cô Trần à, tôi nghĩ cô dùng cách này để có được một người. Thứ hành vi này khó trách quá bỉ ổi rồi. Vậy anh thì là vì cái gì? Không phải là anh thích Trương Vi sao? Anh không hận muốn Trương Vi nhanh chóng rời xa Lý Tư Tiến để ở bên cạnh anh hay sao? Tôi thấy như vậy cũng tốt mà. Chúng ta đều được như ý muốn. Không không, tôi không phải cùng một kiểu người với cô. Tóm lại hình ảnh đang nằm trong tay của tôi. Cô tự mình suy nghĩ hậu quả đi. Không phải chỉ là vài tấm ảnh thôi sao? Anh đi báo cảnh sát đi. Tôi không sợ anh đâu. Tôi sẽ không báo cảnh sát. Nếu cô không bao dừng lại thứ hành vi này, tôi sẽ gửi số ảnh này cho các tòa soạn. Hậu quả thế nào tôi nghĩ cô cũng tưởng tượng ra được. Thôi được rồi, cô tự mình mà lo liệu đi. Thank you.
Bảo bối à, em có biết anh không đỡ tới mức nào không? Được rồi, không nói nữa, coi như từ biệt lần cuối đi. Sao hôm nay cậu lại có thời gian rảnh thế? Sao đây, vợ của cậu bị bệnh à? Tôi bảo dưỡng vợ của tôi tốt lắm, nhưng mà ông già nhà tôi lại không muốn tôi nhà vàng giấu mỹ nhân nữa. Cũng hết cách, tôi nghĩ tới nghĩ lui, sợ người không hiểu sẽ không trân trọng cô ấy, đành để cô ấy chịu thiệt mà lái tới chỗ của anh thôi. Anh ra giá đi, xem cậu đau lòng chưa kìa. Hay là cứ để tạm ở chỗ của tôi đi. Anh đừng có mà sắc muối lên vết thương của tôi nữa. Nói đi, bao nhiêu tiền? Thôi được rồi, tôi thu lại với giá 80% đấy. 80% nữa chứ. Thôi được, 80 thì 80. Nhưng mà tôi nói trước nha, nếu như một ngày nào đó tôi muốn quay lại lấy, anh có phải để cho tôi chuộc bằng giá đó. Không được tăng giá đâu, cậu cứ yên tâm đi, tôi là loại người đó sao? Đồng ý. Giám đốc Lý, tôi đã điều tra rồi, tổn thất của việc mua nhóm đối với kinh tế đã tổn thất tới hơn 1 triệu tệ. In hình trang mạng này ra, triệu tập tất cả các cổ đông tới họp. Tôi hiểu rồi. An Đông, đọc bình luận cho mọi người nghe đi. Tôi nói mọi người nghe, cái trang mạng này chẳng có đáng tin chút nào hết. Gọi điện đặt bàn nói là còn chỗ, kết quả đợi rõ lâu. Mới có người đưa chúng tôi vào trong, sau đó lại hỏi chúng tôi có muốn xem dòng mua chung hay không. Kết quả đối phương rất kinh ngạc, ánh mắt từ bán sống bán chết biến thành coi thường. Mọi người nói xem, cái thái độ của nhân viên phục vụ này, chúng ta có nên tiêu tiền cho họ không? Tôi khuyên mọi người tuyệt đối đừng mua nhóm mua này. Mọi người đã nghe rồi chứ? Chỉ đơn giản một bình luận thôi đã khiến cho chúng ta trong vòng một ngày lỗ tới hơn 1 triệu tệ rồi. Hơn 1 triệu tệ sao? Mọi người có suy nghĩ gì không? Mới chỉ có một bình luận thôi mà đã mấy trang mạng liên kết này. Chúng ta lớn rồi nên không hiểu lắm. Nhưng mà lúc đó tôi cũng đã không tán thành cậu tung ra mấy cái mua chung này. Cậu lại dứt khoát muốn làm, bây giờ lại thành ra như vậy. Cậu bảo chúng tôi phải nói cái gì đây? Giám đốc Tiêu, lúc này đùn đẩy trách nhiệm em là chẳng có ý nghĩa gì hết. Ngày đầu tiên là 168 tệ một người, ngày thứ hai là 230 tệ một người. Tôi muốn hỏi mọi người rằng, có ai từng bàn chuyện này với tôi chưa? Đây rõ ràng là có người trong nội bộ đang giở trò. Tôi biết, có vài người thấy tôi còn quá trẻ, cho nên có nhiều chuyện không nghe lời khuyên của mọi người. Tôi cũng không muốn truy cứu xem ai đã giở trò với tôi. Tôi chỉ muốn nói với những người đang ngồi ở đây rằng, thành bại của Yên Vũ Tiêu Tương trực tiếp liên quan tới lợi ích của mỗi cổ đông ngồi ở đây. Bình thường mọi người không mấy để tâm, một năm mọi người kiếm được bao nhiêu trong lòng cũng tự có tính toán, không cần tôi phải nói nhiều. Chuyện này hiện tôi có 5 cách giải quyết. Một lát nữa An Đông sẽ gửi cho mọi người. Là vấn đề của bộ phận nào thì do bộ phận đó giải quyết. Tan họp đi. Nghe nói trang mua nhóm của các anh hôm nay có vấn đề, bị lỗ không ít hay sao? Phải, đúng là khá rắc rối. Nếu như em nói với anh là do một tay em thao túng, anh có cảm thấy kỳ lạ hay không? Không kỳ lạ chút nào hết. Em có làm ra những chuyện gì, anh cũng không cảm thấy kỳ lạ đâu. Chỉ là anh không hiểu, em làm như vậy thì có lợi ích gì cho em?
Lợi ích của em chính là khiến cho anh phải hối hận. Em muốn nói cho anh biết rằng anh không lấy em là sai lầm lớn nhất của đời anh. Anh cũng muốn nói với em rằng anh thật sự thấy mình may mắn, bởi vì ban đầu mình không lấy em đó. Nếu không thì đúng là gia môn bất hạnh rồi. Còn nữa, mấy cái chuyện nhỏ này anh căn bản không hề để tâm, đã để cho em phải thất vọng. Trương Vi sao? Alo, cho hỏi ai đó? Tôi muốn tìm cô nói chuyện được không? Muộn như vậy rồi còn tìm tôi hay sao? Cô nhất định phải ra đây cho tôi. Cứ như thế nha. Em tìm chị gấp như vậy, có chuyện gì không? Trương Vi, tôi hận cô. Tại sao cô lại xuất hiện? Anh Tư Tiến vốn là của tôi, tại sao cô lại cướp anh ấy khỏi tay của tôi hả? Cô có biết trong lòng của tôi đau đến mức nào không? Cô có biết trong lòng của tôi khó chịu tới mức nào hay không hả? Hồi nhỏ tôi và anh Tư Tiến là hàng xóm. Lúc đó ba mẹ chúng tôi rất bận, không có thời gian lo cho tôi. Tôi từ trường mẫu giáo trở về, một mình ngồi ở trên cầu thang, một mình đợi bọn họ quay về mở cửa. Lúc đó anh Tư Tiến đã phát hiện ra tôi. Anh ấy đã kéo tay tôi, đưa tôi trở về nhà. Anh ấy chăm sóc cho tôi. Lúc đó tôi còn nghĩ tôi phải trả ơn cho anh ấy. Sau này khi tôi lớn lên, tôi nhất định phải làm cô dâu của anh ấy.
Cô có biết anh Tư Tiến quan trọng với tôi đến mức nào không? Loại đàn bà ham hư danh như cô căn bản sẽ không hiểu được đâu. Đủ rồi, Trần Giai Tử, tình yêu của em đối với anh ấy không phải lý do để em làm tổn thương chị đâu.